Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Minky hồi sinh đầy cú hút đến từ một bài cờ nước bạn. Cái chiếc Minky dòng hôm nay là một trong những cái chiếc xe nổ ngoại hình ấn tượng đến từ xứ đại. Diện mạo của nó được thay đổi toàn diện và chìm đắm phong cách là huyền bí không kém phần cú hút. Để chiếc xe nổ của mình tiến hóa trở nên thành một trong những cái băng độ hoàn hảo thì người chủ của chiếc xe hôm nay không bỏ qua bất cứ những tỉ tiết nào hết. Bắt đầu ngay cái bộ phận nắp bình xăng cũng được chăm chút bằng cái nắp bình xăng CC thì đến từ tiếp em, thay đổi hoàn toàn cái cách mở bình xăng. Cái cụm thắng mà em ấy đang sở hữu chính là cái cụm thắng Disc Tip Elaborus AI, đi cùng với đó là cái bình dầu CC dung tích lớn. Cái cụm con bên kia thương hiệu của Disc Tip đồng điệu với cụm thắng này. Tuy nhiên đáng tiếc một điều vì chúng ta thấy người chủ đã ghi lại những ảnh ở bên trái nên chúng ta đã mất đi cơ hội nhìn ngắm nó. Hiệu năng ánh sáng của chiếc Minky hôm nay đã được tăng cường với cái bóng đèn bi cầu lắp đặt ở phía bên cụm đằng lái. Trong khi đó, anh em đang có thể thấy cái chẳng qua CC thương hiệu đến từ SMA sản xuất dành riêng cho cái dòng là Minky 100 hay là MX. Với cái cặp phụ trước đang mang cho mình một cái bộ kit Racing Board tăng cái chút êm ái trong quá trình vận hành, đồng thời cho phép người dùng có thể can thiệp trong quá trình nhún nhảy. Dây trước, dây sau, hai chi tiết dính nhá vật liệu carbon giúp tổng thể chiếc xe bắt mắt và lịch lãm hơn. Heo thắng trước tận dụng heo của Rainbow logo đỏ kết hợp cùng với đó là đĩa thắng của Nemoto để chiếc xe có lực thắng này nhịp nhàng và chuẩn xác hơn. Cái dòng đĩa thắng này có thể lắp đặt hoàn toàn như zin, tuy nhiên heo của Rainbow thì sẽ cần thêm một cái bộ vách nhôm CC vì kích thước cái lỗ nó khác với phần heo bản. Cái mâm lửa trên cái chiếc Minky hôm nay cũng là cái sản phẩm đến từ CC thì đến từ của SMA. Một cái điều đặc biệt là bộ mâm lửa này sẽ đi kèm với cái phát chống đổ, phát huy được tác dụng tốt một cách hiệu quả khi xảy ra những cái sự cố té ngã ở những cái dàn tốc độ thấp. Tiếp đến, không khó để anh em phát hiện cái dàn số gãy của Over Racing, một cái món đồ chơi không chỉ mang những yếu tố về trang trí mà còn có thể thay đổi tư thế lái của người chủ một cách dễ dàng nhất. Cái nắp đầu bò ốp nội cũng được hình thành từ cái lực CNC và dĩ nhiên khả năng tải nhiệt của hai món đồ chơi trên cũng là những cái ưu điểm không thể chối bãi được. Và chúng mang cho mình những khe gió là dày đặc, thoát khói, giúp thoát nhiệt tốt khi động cơ đang hoạt động. Giống như cái dàn chân trước, dàn chân sau, cái sự bổ sung với những cái con như là heo của Rainbow đột đỏ đi cùng với thắng của Nemoto. Thống nhất về cái mặt hiệu năng lẫn đẹp thẩm mỹ, giúp cho cái dàn chân trở nên hoành tráng hơn đáng kể. Cái bộ cấp CNC Outboard Racing phía sau cũng được chế tác dựa trên cảm hứng của những cái gầm cấp trong cái trường đua MotoGP. Nó hoàn toàn có trọng tâm điều đổ dồn xuống phía dưới gầm xe, tăng cái độ ổn định trong khi xe vào cua và tăng tốc. Chiếc cặp phục Racing Board phía sau mang cho mình cái tông màu đen tiền lạc một cách hoàn hảo về mặt tổng thể. Dĩ nhiên nó sẽ cung cấp cho người chủ khả năng điều chỉnh phù hợp với nhu cầu di chuyển khác nhau. Cái phần ống xả hoàn toàn làm từ thủ công, ôm sát với cái thân xe và sở cho mình ngoại hình bóng bẩy. Chắc chắn với cụm ống xả mới này sẽ tạo ra thứ âm thanh quy lực và vô cùng hùng dũng. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. FS dọn kiển cực đẹp, ăn đứt những cái chiếc xe hạng. Cái chiếc FS dọn hôm nay hoàn toàn có thể khiến anh em trầm trồ khi tìm hiểu cái chiếc xe sổ cho mình một cái nhiều vô cùng hài hòa. Tuy nhiên ẩn chứa vô số những món đồ chơi chất lượng. Vị trí cái dàn tay lái trở nên thẩm mỹ hơn, bao tay của Barracuda đi cùng bộ cụ của AM Pilot phiên bản là lai vàng đi cùng với những cái sự liên lạc với những chi tiết ốc titan trên cái phiên bản RS độ. Hệ thống thắng sau đều nâng cấp thành thắng đĩa nên mới cần tới cái cụm thắng của Rainbow AC4 để quản lý phần được thắng. Trong khi cái cụm thắng phải tận dụng cho mình cái dòng của Rainbow AC17 Costa kết hợp cùng với dầu AM chứ đừng cái phần dầu thắng toàn bộ hệ thống cái phần thắng trước. Cái bộ cụm thắng này cho phép người dùng có thể cài đặt giữa ba chế độ MSA tùy chỉnh cái độ nhảy. Trong khi đĩa ở phía trước dùng cho mình là cái dòng của Rakotest kết hợp cùng hệ của Rainbow KTM MX con sọ rất là sắc sảo. Nó cùng với đó là ít người chơi lắm. Kết cấu là hai piston một bên gọn gàng giúp em ấy lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi anh thợ lựa chọn cái dòng heo này sẽ không phải đắn đo về cái sự cả cứng với năng mâm. Ngoài ra nó còn tạo một lực thắng hiệu quả so với heo một piston nguyên bản. Chân chống nghiêng cũng được trao chuốt bằng cái sản phẩm đến từ Koso Đài Loan, vô cùng là hiếm hàng và hiện nay đã hoàn toàn tuyệt chủng. Cái bục sao đến từ hiệu của Olin, quá trình lắp đặt hoàn chỉnh cái bục này phải trải qua quá trình là tỉa tót dàn áo để không bị cả cứng phần phục trong quá trình nhún nhảy. Dưới hết còn phải điều chỉnh hai cái núm vặn ở chân phục cho bình dầu sẽ cho tạo ra hiệu năng nhún im ái nhất có thể. Để nâng cấp từ hệ thống thắng đùm thành thắng đĩa như cái chiếc xe này
thì phải cần tới một cái bộ cấp nhôm CNC đi kèm với cái phát cố định hàng của Rainbowrix 2bit. Đồng thời mâm sao cũng được trải qua quá trình tinh chỉnh lại để gắn được cái phần đĩa thắng của FAA 220 đi kèm với đó là hệ thống phanh ABS đối xứng với cái mặt hiệu năng công nghệ cho cái dàn chân trước. Một cái điểm hồng hố nhất trên cái chiếc ABS hôm nay không gì khác ngoài cái cặp đèn bịt cầu thể thao phát sáng là mạnh mẽ hơn hẳn so với cái chó đèn LED nguyên bản, mà còn tăng cường cái diện mạo chiếc xe khi có cái viền demi LED màu trắng cũng rất là sắc sảo. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.